Đúng là nếu mà lên nhạc thì là rất là có lỗi. Đi sân lên nó thích nhất là hát bậy sân nghe chưa bao giờ tử tế hạ bàn mới là lỗi thứ hai. Thôi hôm nay thì ngày xưa mình đã có lỗi, hôm nay mắc thêm một lỗi nữa với sơn thì cũng là sau gia đình ấy, thì chắc chắn anh Bình của chúng ta sẽ được giải nghị lực.